Chào các bạn, trong video này á mình sẽ đi tìm hiểu về cấu tạo của một chip LED nha các bạn, chip LED ánh sáng HMD. Bên trong nó có gì nha các bạn. Trong quá trình mà sửa chữa đèn LED đó các bạn, LED trong gia đình như đèn tip LED T8, đèn LED bulb á hay LED âm trần á. Một cái vấn đề mà các bạn thường hay gặp á là phải thay thế chip LED. Chip LED dán HMD các bạn, đây nè. Vì bên trong chip LED này có cái gì nha các bạn? Chip LED á là nó được bên trong á, bên trong chip LED này nó sẽ có lớp bán dẫn nha các bạn, hai lớp bán dẫn, một lớp bán dẫn B và một lớp bán dẫn N các bạn. Khi mà ghép nối tiếp nhau, ghép sát bên nhau các bạn, và chúng ta đặt một cái điện áp một chiều á từ cực dương sang cực âm bên trong này các bạn. Bên trong này sẽ có hai cái chân, một cái chân dài và một chân ngắn nha. Chân gọi là chân dương á, chân dương gọi là chân anode, chân âm gọi là chân cathode nha các bạn. Khi mà chúng ta đặt một điện áp một chiều á từ anode sang cathode các bạn, là đèn LED này nó sẽ phát sáng nha các bạn. Đó là nguyên tắc hoạt động của một cái đèn LED. Đèn LED gọi là cái diode phát quang nha các bạn. Nó cấu tạo giống như một diode á. Nhưng mà khi chúng ta đặt nó khác với diode á, là khi mà chúng ta đặt một diode một chiều đó các bạn, là nó sẽ phát sáng ở lớp tiếp giáp bên nọ. Những con chip LED như thế này hoặc là những chip LED mà dùng cho mấy đèn mà hiện tại trong gia đình á, là nó phát sinh, nó sẽ là cái phần phát triển của cái đèn LED đó bình thường nha các bạn. Đây là LED đơn nha. Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái LED đơn là như thế nào nha các bạn, cái quá trình mà phát sáng của nó như thế nào ha. Ở đây các bạn dùng một cái bộ nguồn cho mình nha. LED đơn này chúng ta chỉ cần hồi xưa các bạn, người ta toàn sử dụng LED đơn không nha các bạn. Và sau đó, nó mới phát triển cái LED chip LED dán HMD này á. Có điểm là cái tuổi thọ nó cao hơn LED đơn nha các bạn. Rồi cái tản nhiệt của nó là tốt hơn LED đơn nha các bạn. Đây, chúng ta đặt một điện áp cần thiết cho LED nó sáng nha các bạn. Đây nè. Đây nó phát sáng màu đỏ nha các bạn. LED này là LED trong nha các bạn. Cái lớp nhựa. Đây nè, các bạn thấy không? Cái lớp nhựa trong nha các bạn. Nhựa trong nên nó phát ra ánh sáng á. Ánh sáng của LED đó, nó sẽ sáng rõ hơn nha các bạn. Rất sáng ha. LED đó có nhiều, rất nhiều màu nha các bạn. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng nữa các bạn. Rất nhiều màu ha. Vậy là cấu tạo bên trong nó gồm cái gì các bạn? Cấu tạo bên trong á thì cũng có là bất kỳ LED nào cũng vậy, cũng có tiếp giáp BN nha các bạn. Cái lớp bán dẫn bên trong á, lớp BN nó ghép xong ghép sát vào nhau. Còn cái lớp tạo màu các bạn, cái lớp keo epoxy á, cái lớp nhựa bên ngoài nè các bạn, nó sẽ tạo màu, nó sẽ xác định được cái màu sắc của con LED nó là như thế nào nha các bạn. Vì bên trong lớp nhựa này á, nó sẽ phủ những cái lớp bột hình quang các bạn. Lớp bột mà khi mà nó sẽ pha bột trong đây nè các bạn, pha bột hình quang, nó xác định được cái màu sắc của cái bóng LED là nó màu gì nha các bạn. Đây nè, đây là LED đơn nha, cái này màu đỏ. Còn màu vàng nó cái còn LED nó màu vàng màu trắng á, là nó sẽ cũng khác nha các bạn. Là cái chất mà nó phủ bên trong cái nguyên nhựa bên đây nè. Là nó sẽ ảnh hưởng đến cái màu sắc nha các bạn, màu sắc của con LED nha. Đây LED đơn, cấu tạo cái màu sắc của chip LED này cũng tương tự như vậy nha các bạn. Không có khác gì mấy nha. Đây là các bạn thấy không? Đây là LED đục nha các bạn. Cái nhựa. Đây nè. Cái nhựa vừa trong nha các bạn. Nhựa trong nó phát ra ánh sáng sáng hơn, chói hơn so với những lớp đục nha các bạn.
LED mà lớp lớp nhựa các bạn, nó ảnh hưởng lớp nhựa đục quá, đục nó mờ hơn nha bạn, màu sắc nó dịu hơn so với ánh sáng của cái này nha bạn, ánh sáng của cái lớp nhựa trong nha, cái nhựa epoxy á, nên cái màu sắc của LED đó bạn, nó là quyết định là bởi cái lớp nhựa nè bạn, các bạn, lớp nhựa bên trên nó phủ bên trên cái tiếp giáp nè, một phần là nó bảo vệ nha bạn, cái lớp nhựa này á có tác dụng là bảo vệ cho cái tiếp giáp nè, cái đèn LED nè, tiếp giáp bên nọ, cái chất bán dẫn bên trong á, cái thứ hai á là nó sẽ quyết định được cái màu sắc của cái LED nha bạn. Đây cấu tạo của cái chip LED Samsung tương tự như vậy, hay là chip LED của bất kỳ các bạn, chip LED này, chip S5D các bạn, S5D như mấy cái máy đèn, đây là của đèn đèn LED bulb á, LED bulb hoặc là LED cấu tạo của chip LED T8 cũng vậy, y hệt vậy nha bạn. Bên trong á nó sẽ có bên phía thuộc tiếp giáp á, nó sẽ có một lớp bán dẫn nha các bạn, lớp bán dẫn bên nào, còn cái quyết định cái màu sắc của nó là cái lớp nhựa nó phủ bên trên, nó sẽ quyết định cái màu sắc của LED là màu gì nha các bạn. Sau đây mình sẽ đi tiến hành mình tháo thử một con chip LED cụ thể, rồi tách cái phần nhựa với phần vỏ nhựa các bạn, vỏ nhựa với coi cái bản mạch bên trong các bạn, là lớp tiếp giáp bên nọ, lớp bán dẫn coi nó có như thế nào các bạn. À, một vấn đề nữa là mấy cái chip LED này các bạn, đối với chip LED mà LED đơn này các bạn, LED đơn này nó hơi cứng các bạn, nên cái này cũng không sao á. Còn cái chip LED này các bạn, LED MD này nó rất dở nha các bạn. Đây nè, nó cái nó bền hơn, với nó tiêu thụ ít điện năng hơn so với cái LED này nè các bạn, là với lại tản nhiệt nó tốt hơn so với LED đơn. Nhưng mà cái điều á, có điều là đây trên tay mình đó là một con chip LED dán SMD nha các bạn, lấy ra từ cái thanh tiếp LED T8 này nè, hay là mấy cái đèn LED bulb nè các bạn. Nó có ưu điểm là độ bền nó tốt hơn so với LED thường, nhưng mà cái này nè, cái LED đơn này các bạn, nó cứng nha các bạn, nó độ cứng nên còn cái LED này nó rất mỏng manh nha các bạn, mỏng manh mà dễ bị đứt á các bạn, nên khi mà các bạn thao tác, các bạn thực hành đó, thử để chip LED hay gì á, các bạn nên để trên bo mạch nha các bạn, vì mấy cái lớp này nè, lớp bo mạch nè, hay là cái lớp cái module LED này các bạn, đây nè, là nó sao bảo vệ, tại vì cái thiết kế cái này nó thiết kế cứng các bạn, nó thiết kế to mà nó không được gọn như cái chip LED này, nhưng mà cái chip LED này nó yếu lại chỗ là nó đây là cái chân anode cathode của chip LED nè các bạn, các bạn thấy không, cái chân anode cathode của chip LED nè, cái chip LED này nó rất mỏng nha các bạn, nó rất là mỏng, nên các bạn nhiều người các bạn không ấy, các bạn bẻ cái là nó gãy liền nha các bạn, gãy đôi liền á. Đây nè, để mình lấy mình bẻ nha, bẻ thử, nó rất mỏng nha, đây nè, thấy không, nó khá mỏng nha, cho nên các bạn thao tác, các bạn khi mà các bạn thay thế chip LED đó các bạn lưu ý cho mình nha, cái này nó khá mỏng nên làm cái gì cũng cẩn thận nha các bạn, nó dễ bị gãy á. Nhiều khi các bạn mạnh tay quá, các bạn thay thế chip LED vô á, các bạn cứ nhất là trong cái quá trình mà hàng trực tiếp, các bạn cứ đá cái là nó bị gãy đứt đôi là chắc chắn là LED nó không sáng nữa nha các bạn, nó hư nha. Mà các bạn không biết á, nếu các bạn cứ cắm vô, ủa các bạn cứ kia hỏi thì sao mà mình mới thay chip LED mà lại chip LED nó không sáng, mặc dù lúc đó lúc đầu là chip LED tốt nha các bạn, các bạn phải cẩn thận cho mình nha.
nên cái chip mấy chip led này á nó rất mỏng manh, dễ bị gãy nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành gỡ thử một con chip led nha các bạn, cấu tạo bên trong xem nó như thế nào nha các bạn. Đây là một thanh led nha các bạn, thanh led của đèn tiếp led T8 mà. Mình sẽ lấy một con chip led nha các bạn. Cái cấu tạo của mấy chip led là hoàn toàn giống nhau các bạn. Cái đèn led chữ U á, led chữ U, led bup hoặc là led chip led T8 á, nó đều giống nhau hết nha các bạn. Đây, mình sẽ dùng một mũi dao mình cạo thử nha các bạn. Coi bên trong cấu tạo bên trong cái chip led này cái gì. Bên ngoài cái là lớp nhựa màu nha các bạn. Nhựa màu đó, nó phủ huỳnh quang nha các bạn. Đây nè, bạn thấy không? Đây nè, lớp nhựa đó các bạn. Cái này không có gì nha. Rồi các bạn thấy rõ không? Đây là lớp nhựa nè. Lớp nhựa này á, lớp nhựa đó, cái này nó tạo màu thôi, không có gì hết các bạn. Bên trong á là cái bên trong là cái lớp anode cathode nha các bạn. Anode cathode là cái lớp bán dẫn của chip led đó các bạn. À, lớp ngoài là lớp ngoài cùng là lớp nhựa thôi, không có gì hết á. Là quan trọng á, quan trọng là cái chip led này, cái chip led cái này có phát sáng hay không á, là lớp anode cathode bên trong nha các bạn. Cái này cũng đơn giản đây nè. Đây là hai lớp bán dẫn nha các bạn. Khi mà mình có cái nguồn điện một chiều DC á, nó chạy qua lớp bán dẫn nè. Là nó phát sáng nha các bạn. Đây các bạn thấy rõ không? Nên cái chip led này rất đơn giản nha các bạn. Đây nè. Nó chỉ có hai cái dưới là phía dưới là chân trì nha các bạn. Chân trì. Rồi cái lớp dưới lớp trên lớp bán dẫn. Bán dẫn là lớp BN đó các bạn. Hôm nay mình đã nói rồi ha, BN. Còn cái phía trên nữa. Phía trên là chính là lớp nhựa thôi, cái lớp nhựa cái khung nè. Cái nhựa này chứ nó chế tạo chỉ có bao bọc cái chip led này. Nó giống như cái chip led như thép đơn nè các bạn. Đây nè. Bên trong cái này là chiếc keo epoxy nha các bạn. Nó đổ nhựa cứng như đây á để bảo vệ cái tiếp giáp qua nè, để cho khi mà có dòng điện một chiều chạy qua nó một phần đó, nó sẽ định hình, nó tạo ra cái hình dạng của con của led nha các bạn. Đây là led đơn, cái này chip led ha. Đó các bạn kiểm tra cho mình nha. Bên trong nó cũng không có gì lắm các bạn. Nó giống y hệt như cái led đơn này thôi. Là led đơn này các bạn nhìn thấy bên trong cái chân của nó. Rồi led đơn cái nhựa epoxy của nó trong đó nè. Các bạn nhìn thấy chỉ có hai chân thôi. Chân dương chân âm thôi, anode cathode nè. Rồi vậy, cho dòng điện một chiều qua là phát sáng rồi. Phát sáng là nhờ cái lớp nhựa này nha các bạn. Cái lớp nhựa này nó sẽ tạo, nó pha màu các bạn. Màu sáng màu nó có màu gì á là nó sẽ pha màu. Rồi khi mà nó phát sáng á, sáng lại nó nhờ lớp nhựa này mà nó tạo cái màu sắc như màu đỏ, màu vàng, màu xanh hay màu trắng nha các bạn. Còn chip led này cũng tương tự như vậy nha các bạn. Y hệt như vậy. Là nhờ cái lớp nhựa này á, một phần á là nó bảo vệ cái tiếp giáp này nè. Lớp bên là lớp bán dẫn bên trong led nè các bạn. Còn chiếc loại thứ hai á, người ta sẽ pha màu vô cái lớp nhựa này nè. Người ta pha màu lên để cho nó. Đây là lớp nhựa nhựa mỏng nha các bạn. Đây nè. Các bạn thấy không? Người ta sẽ pha màu lên để cho nó xác định được cái màu sắc của chip led này mà. Nó pha lớp bột hình quang á. Thế là khi mà led phát sáng á là cái lớp màu này sẽ định dạng được cái màu của con chip led nha các bạn. Rồi, video của mình đến đây kết thúc nha các bạn.
Các bạn muốn tìm hiểu về chip LED hay về sửa các đèn LED trong gia đình các bạn, các bạn có thể tìm những video đó trong kênh của mình nha. Rồi, chào các bạn, hẹn gặp lại trong video kế tiếp nha.